Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện đang có mặt tại thành phố Mông Hoa Giang ở một cái công viên mà có cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được đặt tên là Le Conte d'une Vie, chúng ta có thể tạm dịch là câu chuyện thuyền nhân. Và ngày hôm nay đúng ngày 30 tháng 4, Hội Hưng Việt đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 tại đây. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do phóng viên của Vietlive TV thực hiện sau đây. Vào cuối tuần 30 tháng 4, đoàn phim Bóng Quá Khứ đã đến thành phố Montreal để trình chiếu cuốn phim cùng tên của đạo diễn Thanh Tâm, nói về thân phận người Việt Nam trên con đường tìm kiếm tự do. Nhân chuyến đi này, đoàn phim đã tham dự lễ thượng kỳ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Nơi diễn ra buổi lễ tưởng niệm là công viên Antostan tại thành phố Montreal, thuộc đại đô thị Montreal, Quebec, Canada. Tại công viên này, thành phố Montreal đã ưu ái tặng cho cộng đồng Việt Nam một khu đất rộng để hoàn thành dự án tượng đài thuyền nhân, câu chuyện người vượt biển. Và công trình này đã được Hội Hưng Việt, Việt Héritage Renaissance khởi xướng và đã hoàn thành chỉ trong thời gian rất ngắn là 9 tháng. Một buổi lễ khánh thành tượng đài cũng đã được long trọng tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2021 vừa qua. Tượng đài mẹ và con, bia tam giác tượng trưng cho mỗi con thuyền, tượng người đàn bà là người tị nạn thuộc thế hệ thứ hai, người mẹ kể chuyện cho con trai mình, thế hệ thứ ba về lịch sử thuyền nhân. Hình ảnh người mẹ trẻ cùng cháu bé biểu tượng ý nghĩa cộng đồng Việt Nam đang hướng về tương lai. Cũng xin được nói thêm, Hội Hưng Việt là một tổ chức phi vụ lợi, tụ họp nhiều thành viên gốc Việt cùng nhau cộng tác với những mục tiêu bảo tồn và phát huy văn hóa của người Việt tự do định cư tại Montreal từ trước đến nay, gây dựng niềm tự hào và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và khuyến khích các em dấn thân sinh hoạt củng cố cộng đồng, kết nối với xã hội Quebec, Canada và những sắc dân khác để phát huy văn hóa Việt, phục vụ và trợ giúp các đồng hương trong hoàn cảnh khó khăn. Và vào sáng nay, ngày 30 tháng 4, Hội Hưng Việt kết hợp với Quỹ Tương trợ và Xây dựng Việt Nam đã trang trọng tổ chức nghi lễ chào cờ ngày Quốc hận tại công viên Antostan với sự tham dự của rất nhiều đồng bào, đồng hương cư ngụ tại thành phố Montreal và các vùng phụ cận. Và kính thưa quý vị, đứng bên cạnh khánh lang là chú Nguyễn Văn Kiện. Chú là một cựu quân nhân trong binh chủng hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ thưa chào chú, ngày hôm nay là ngày tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4, thì là một người cựu quân nhân, thì cái cảm tưởng của chú như thế nào khi mà đến đây để tham dự buổi lễ ngày hôm nay ạ? Xin được cảm ơn cô. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là cựu hải quân thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay mà chúng tôi được đến tham dự cái buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân đúng vào cái ngày Quốc hận 30 tháng 4 thì chúng tôi cảm thấy rất là bồi hồi, cảm động và cảm thấy hãnh diện vì được Vin Montreal và ông thị trưởng đến đây chứng kiến những cái gì mà chúng tôi mỗi ngày khi 30 tháng 4 thì chúng tôi đều nghĩ đến. Đặc biệt năm nay cùng chung cái nỗi đau khổ với đồng bào Ukraine thì chúng tôi cũng đã làm lễ chào cờ của Ukraine và dĩ nhiên chúng tôi không quên chào cờ của quốc gia thân yêu thứ hai của chúng tôi là Canada. Xin cảm ơn cô. Một điều rất đáng mừng là buổi lễ Quốc hận 30 tháng 4 năm nay có rất nhiều các em thanh thiếu niên tham dự. Đó là một điểm son đáng ghi nhận vì cộng đồng Việt Nam đang có được các thế hệ trẻ tiếp bước để bảo tồn văn hóa dân tộc và lưu giữ các giá trị cộng đồng mà thế hệ đi trước đã bỏ công gây dựng và phát triển cho đến ngày nay. Phóng viên của Vietlive đã có những cuộc phỏng vấn ngắn với các đồng hương tham dự ngày lễ Quốc hận 30 tháng 4. Xin kính mời quý vị theo dõi sau đây. Dạ thưa, xin phép chú được cho Khánh Lan hỏi là ngày hôm nay cái cảm tưởng của chú như thế nào khi mà đến đây tham dự buổi lễ chào cờ ở tượng đài tưởng niệm thuyền nhân tại thành phố Montreal, Quebec ngày hôm nay? Cảm động của tôi là rất là cảm động
là vì đây là cái ngày mà nhắc lại cho tôi những cái đau thương của đất nước, và cái ngày ra đi của tôi đã bỏ nước ra đi cách đây 47 năm. Cái ngày này cũng lại nói lên cái tinh thần đóng ủng hộ của người Việt Nam thì nạn đối với dân Ukraine, bởi vì họ cũng giống như chúng ta và họ cũng bị đau đớn, bị xâm lấn bởi cộng sản như vậy. Thành ra chúng tôi rất là sung sướng được đóng góp tham gia. Dạ, tôi được biết chị là cư dân của thành phố Mawayan, cái nơi mà được city thành phố đó cho chúng ta xây dựng một cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Thì ngày hôm nay đúng ngày 30 tháng 4 đến đây để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận, thì cái cảm tưởng của chị như thế nào ạ? Ngày 30 tháng 4 là một ngày rất là quan trọng đối với những người dân Việt Nam, những người đã từ bỏ chế độ cộng sản ra đi, và mình rất là cảm động khi mà đến dự cái buổi lễ này, và đồng thời mình cũng rất là vui vì là cộng đồng người Việt đã để lại một cái dấu tích gì cho những thế hệ mai sau là cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam. Cái chuyện ra đi của những người thuyền nhân rất là quan trọng để chúng ta kể lại cho các thế hệ mai sau, chứng tỏ là họ rất là kiên cường, họ liều chết ra đi vì hai chữ tự do không bao giờ là miễn phí cả. Thì ông bà chúng ta đã có những cái sự can đảm đó, thì chúng ta là con cháu của họ, chúng ta cũng nên nói những giá trị tự do dân chủ cho các con cháu chúng ta. Quý vị vừa theo dõi một số hình ảnh của buổi lễ chào cờ tại thành phố Mawayan. Thưa quý vị, tuy đã 47 năm trôi qua và cứ vào ngày 30 tháng 4 thì cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng như là tại Canada nói riêng đều tổ chức những buổi lễ để tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Và đặc biệt năm nay là sau 2 năm đại dịch thì tinh thần của đồng bào cũng vẫn rất là nhiệt tình với những sinh hoạt của cộng đồng, và nhất là những buổi lễ có ý nghĩa như là ngày hôm nay. Sau khi tham dự buổi lễ, đoàn phim đã đến rạp Cinema Côte des Neiges để trình chiếu cuốn phim Bóng Quá Khứ do Hội Hương Việt đứng ra tổ chức dưới sự bảo trợ tài chánh của Quỹ Tương trợ và Xây dựng Việt Nam. Được biết lúc ban đầu, ban tổ chức chỉ thuê khán phòng với sức chứa 300 người, nhưng sau đó đã đổi sang một khán phòng khác với 400 chỗ ngồi. Và với sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng người Việt tại Montreal, vé đã được bán hết từ nhiều tuần trước. Điều đó cho chúng ta thấy được lòng yêu quê hương, trân trọng quá khứ của đồng bào tại thành phố Montreal, cho dầu đó là những kỷ niệm đầy nước mắt của một dân tộc đang lưu vong. Buổi công chiếu đã được bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều với chương trình văn nghệ tính phòng chủ đề Thuyền Viễn Xứ, với sự góp mặt của các ca sĩ tại Montreal và Toronto. Sau đó là phần chiếu phim và kết thúc bằng những chia sẻ của đoàn phim cũng như của ban tổ chức khi cuốn phim được công chiếu vào đúng ngày Quốc hận 30 tháng 4. Khánh Lan của Đài Việt Live TV xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.